Ây da. Ây da. Cố lên. Ok em sao? Rất hay, một đường truyền rất thoáng. Tôi là Thi Freestyle. Trời rất là nhiều mây. Mây quá trời mây luôn. Và hiện tại là mình đang ở sân Thăng Long ở Hương Lộ 2. Nay có trận banh tất niên với đội phóng viên đời sống xã hội. Nhớ là đăng ký được 20 mấy cầu á. Mà anh giống Thi Freestyle. Anh là Thi, đúng rồi. Em mỏi lắm á. Ồ dạ, okay. Cảm ơn em nha. Dạ. Nay mấy anh em đội phóng viên chia ra đã giải. Chào mọi người. À, cái hãng em rộng lắm mà anh Thi. Dạ. Lấy có chung mèo không đây? Lấy có chung mèo không đây? Thấy luôn màu xanh. Dạ. Màu xanh. Màu xanh hả? Màu chung xanh, với em xanh. Hả cô? Ủa, tên nói gì đó. Ồ, hợp lý quá. Ê. Ôi, trời hay quá anh Thắng ơi. Rồi thôi, nhìn team này là ok quá rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Tôi xin giới thiệu mọi người, đây là giải thưởng dành cho cầu thủ vua sợ hán. Vua phá lưới chứ. Vua sợ hán, còn đây là giải thưởng dành cho cầu thủ chuyên bên Tấu Hài. À, Tấu Hài, ghê vậy. Còn đây là quả chìa quà luôn. Quả bóng có chữ ký của QH19. Ồ, có chữ ký của Quang Hải luôn ta. Còn đây là những phần quà mà dành cho những gia đình mà có chồng đi đá banh mà vợ hay bị chửi. Cúp đây, cúp đây. Trời ơi, cúp quá trời luôn, huy chương quá trời luôn. Huy chương World Cup anh em ơi. Trời ơi. Ồ, găng tay vàng, cầu thủ xuất sắc, bù phá lưới luôn. Ui cha, quá hoành tráng em ơi. Đây, chủ sân. Trời ơi, giờ gặp chủ sân khó quá vậy. Đuổi vô đây gặp chủ sân luôn nè. Hello anh. Bên đây màu vàng có anh Dư rồi, sao ai đó lại? Rồi có Hoàng Anh nữa. Trời ơi, bên này mạnh quá vậy. Thư ơi, khởi động lại em coi ơi. Trời ơi, khởi động ghê vậy. Rồi, kèo này khởi động ghê thiệt. Đây là đồ tôi mặc ngày hôm nay nè anh em ơi. Câu lạc bộ phóng viên đời sống xã hội 68 nha anh em. Quần đây, rồi thôi. Thay đồ thôi anh em ơi. Anh Giang khởi động à. Ôi trời ơi. Khởi động ghê vậy anh. Hẹn chung team với anh Thư mà anh Thư bên đó rồi. Lát đá phải né anh Thư ra rồi. Không sao, bên này có anh Thắng, không sao hết. Hai anh giống nhau, không khác gì đâu. Bữa trận trước em đá anh báo kiến tạo quá trời luôn. Bởi vậy giờ này hơi căng. Này hơi căng hả? Em đó. Anh này né ra được sao nhờ. Nói chung là vui hơn em. Và nếu có thể cho anh em thật nhiều tiếng cười. Let's go. Trước khi giải bắt đầu xin mời chủ tịch Giang là phát biểu. Sẽ chia làm 3 đội góp thăm cho mỗi đội là 10 người. Đội riêng cái đội hồng và đội xanh sẽ có 11 người vì có thêm sếp Tuấn ở đây nữa. Thêm Thu Kiên. Mỗi cầu thủ bị sò háng sẽ phải nộp phạt cho bằng trước 30k. À giờ nạp thiệt luôn không? Tiền 30k, 3 cầu thủ bị thẻ vàng nạp 100k, 200k. Trời ơi, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ê, này là đóng 30k thiệt nha anh em. Không có đóng giỡn nữa rồi. Chụp hình anh em ơi. Chụp hình. Đông vui quá, đông vui quá. Hội nhà báo đông vui quá. Đóng vàng. Để chụp đây nè nha. Chúc mừng quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa câu lạc bộ đời sống và câu lạc bộ xã hội. Bên đời sống bên xã hội. Câu lạc bộ đời sống với trang phục màu xanh và câu lạc bộ xã hội với trang phục màu vàng. Vui vẻ. Vui vẻ. Anh em bên phòng nha, anh em bên phòng. Vui vẻ. Đã chừng mất 30 nha. Những thành viên của câu lạc bộ phóng viên đời sống rồi. Và hôm nay là trận đấu tất niên. Cực độ. Tất cả các cầu thủ của mỗi đội đều phải vào sân. Giải bóng đá này sẽ theo quy luật là sẽ thay người hết các cầu thủ trong đội bóng. Ồ, dữ rồi. Ok. Trận đấu đã được bắt đầu. Thanh Anh đăng bóng. Chết tụi.
Khắc Thành, xử lý Khắc Thành rồi, chiến thắng có bầu. Lê Hoàng, Kiều Vô Tiến. Thắng. Đây là anh Thắng. Rồi anh Thi. Cô Tư Vô, cô ơi. Trời cầu ơi. Khá rộng ràng. Đây là Quang Anh. Quang Anh. Quang Anh. Nhưng không được rồi. Quang khá hay. Đỡ biên Quang ơi. Bỏ cầu. Cầu, 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 cầu. Cầu, cầu. Cầu. Anh Đình Viên. Anh Viên tốc độ của anh Đình Viên không thể qua được anh Thắng. Màu hồng, màu hồng. Lấy. Trời ơi, tốc cụ. Tay, tay, tay. Nè, nè. Lâm. Trời ơi, cầu ơi. Không hề phạm lỗi. Trận đấu đã được tiếp tục. Giải tấn. Tôi thấy đội màu xanh Giải lại là... hey. Tấn tấn chặt chân. Tấn. Đây đây. Quá đau. Yeah. Yeah. Tổ An ơi. Hình như bị chạy đây đúng không ta? Đó là bàn thắng của qua đây anh ơi. An mạnh An qua đây An. Chà. Đôi sau, đôi sau. Ấy, ừ, giữ lại, không sao. Tấn rồi Dương. Tấn. Lại bỗng qua phạm lỗi nữa và cô đứng nằm sân. Trời anh đang rất ức chế sau khi bị sỏ hén. Mà mất 30 ngàn. Ủa, cố đi nhau. Sau cả
hai trận đấu của lượt trận thứ nhất, đang là cầu thủ có nhiều pha xử lý nhất của đội xã hội. Câu tiếp. Trời ơi. Ai mà Đình Viên. Nghe ơi. Mạnh. Bây giờ một pha triển khai. Trụ lại. Câu. Quang. Cả nước Bình Viên và Hoàng Giang như trận đấu được tiếp tục. Đây là Bình Viên. Sầm lấy trái bên phải luôn cậu ơi. Đi trong. Trong an. Hai. Câu. Quang. Bên kia. Đây, một cái tốc độ quen. Căng. Lại. Trời. Ừ. Giờ chúng ta thấy hình ảnh sân giữa hai đội ngày hôm nay. Tiếp anh. Con đưa đây. Lấy ra thắng. Chà. Đổi lên An ơi, cầu kìa, lên chậm mấy cầu. Hay. Thôi bạn ơi. Thôi trời ơi, công ơi.
Cầu cầu cầu. Hang. Trời ơi, ấp ơi. Ấp ơi xoáy ra ngoài luôn trời. Dưới. Dưới. Ăn. Trời ơi. Ăn. Thôi, anh. Tổ bàn. Trời ơi, không vô nữa. Cột nữa. Đi chạy đi. Đi. Ây da. Ây da. Ha. Sao nghe cái sườn bánh chè. Tết nhất rồi, Bảo ơi. Rồi. Đi đã đâu rồi đó. Xì qua ngủ luôn. Trời ơi. Mạnh quá. Ừ, lấy em. Lấy em. Tay tay. Khoan. Lấy ra. Lúc. Rồi dập luôn, yên tâm rồi. 5 phút hả? 3 phút hả? Trời ơi, đúng không? Đừng để rớt xuống đất là trái đó đâu phải vất vả vậy đâu, đúng không? Lấy. Lấy. An. Giỏi quá. Lùi. Từ An. Bên trong. Sau. Chân trái. Trời ơi. Thôi anh ơi, trời ơi, đá ché qua góc rồi. Cơ hội nhiều không ăn. Cơ hội nhiều không ăn. Chúng ta không em lay hết à. Tốt chết. Tốt câu. Chết. Tiếp câu. Cầu thủ Phương đã banh không lo. Vũ Đức làm gì đây? Đi bóng. Không, Vũ Đức chuyển cho Tuấn Bê. Tuấn Bê. Một phần nhỏ cầu tuyến đi về. Một phần nhỏ cầu tuyến đi về.
đây là một tướng ăn mừng bàn thắng từ trưởng câu Freestyle, cầu cung chơi dựng lên rất cao lên, cầu cung chơi từ những mảnh rất xuất sắc này. Vừa rồi là qua cả mấy cái tay của chúng nè cô một từ phát triển rất dài và lên phía đen dành cho anh Văn và nhớ là phải đóng góp tăng bên hồng cái anh Văn cười vui cho bên hồng cái thành công bị các bóng đã thất bại rồi. Vừa rồi là một pha vào bóng phát triển đề nghị trọng tài có thể dành cho quý vị chúng vị thân thắng làm lên một cú sút rất kinh nghiệm nhưng đặt hàng vào một đường phá bóng rất mạnh lên phía bên của chú vị kế tiếp Lâm Vũ Free Freestyle vừa rồi là một pha free rất hay cầu thủ chúng ta làm ngay thành vào cố lên ok em sao rất hay một đường truyền rất khó không được thấy sao đây là một số lớn rất hay để ngủ sang dạ sao vậy trọng tài ơi về đây lều một pha vô là vô đây rất hay của thủ quốc bên cánh thắng rồi. Đội thắng rồi. Đội thắng. Ok. Chào bạn làm gì đây? Chào bạn truyền dài vô tiếng nhanh cho cầu kính tí đâu. Cầu kính tí đâu đi bóng. Xúc không vào. Vào không vào. Vào không không vào. Vào chưa? Chưa vào. Quang một loạt các tình huống lộng sòng trước công thành của đối thủ Đinh Đức Thiệt. Trời ơi. Cầu thủ chuyền cho cầu thủ. Một đường rất dài cho An Công Cảnh Sản. Tuy nhiên không được rồi. Lại thấy về để hành thành các thủ về chiến 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 thắng An Công Cảnh Sản rồi. Còn bên Hòa lại trả người bóng về cho chết chết. Bóng đến chân chỉ đưa và chỉ nhiên lầu đường tăng tốc. Bóng được dành dọc nguyên cho tay đạo của chúng ta. Tuy nhiên đã có một pha không chế bóng cho thành công. Có lẽ lúc này các cầu thủ chúng ta đã rất là mệt mỏi rồi. À, chuẩn bị ăn thôi. Anh. À, xin lỗi hai đội có thể đá một lối bóng nào hoa mỹ hơn được các bạn. Bỏ cái đường tiền dài đi.
bóng lại đến trên thanh thắng. Bây giờ chúng ta cũng không xác định được vị trí của thanh thắng là ở đâu nữa. Bất kể đó là giá trị của bảo huy, bảo huy một lại là bảo huy, đó tiếp tục là giá trị của bảo huy. Quang phụ nữ lên bóng ở phía bên trái, một đường bóng nửa tiền nửa sút và nửa thông dâm không biết tiền ra luôn. Lê Lâm Vũ thi đấu với một thái độ rất hoàn hảo. Đây, An. Chúng ta rất dễ nhận thấy là các thủ không có một rất tốt. Tuy nhiên là có phần hơi nóng, mỗi cá nhân tiền tốt là không có lấy chơi. Bảo Tư và Văn Biên Hòa đã được chạy ra dưới đầu. Chúng tôi không hiểu là chủ tịch Hoàng Giang đang chơi bóng hay là đánh vô Việt Nam. Chân của ta đá một đường chuyền dài vượt tiến lại là chúng ta thấy rất tiếc khi chủ tịch Hoàng Giang đến thời điểm này thi đấu rất tệ. Cái sải chân rất dài của trung vệ chém chém đã giúp anh chiến thắng. Thôi ngồi phòng bóng vừa rồi. Nè được chuyển cánh cho quan phụ nữ làm gì đấy. Nè nhưng mà lại pha bóng của các cầu thủ xanh thì quay của và nó đều kết thúc bởi đôi chân cuối cùng vậy rồi. Đi bóng không hiệu quả lên phía cùng. Chúng ta thấy là mặc dù ngay sau khi mà chúng ta lao là thế trận đã đổi chiều dành cho đội bạn. Chúng tôi có cảm tưởng như là Lâm Minh Canada Lâm và Lâm Vũ là cảm ơn lỗi lắm. Về Lê Viết Cường chạy bóng rất khéo léo truyền cho lại là An đội cánh trả. Một pha bóng không sẵn sàng của Trịnh Quốc Dũng. Sút đi. Không vào. An rất khéo léo tuy nhiên đã không có thắng. TV Spy. Quay. Qua đầu. Tại giờ chân của Rizzi rất hay, rất hay. Rất nhẹ nhàng. Đứng bên đây cũng rất nhanh rút về để hỗ trợ các đội phòng ngự. Các cầu thủ rất cần đẩy nhanh hơn ở tốc độ của trận đấu. Rất hay mà rất hay té. Bóng lại đến chân Quang Phụ Nữ. Quang Phụ Nữ làm gì đây? Một đường chuyền vào cho Ngọc An thông bắn xả và Tâm. À, Tâm có cơ hội không vào. Một đường can thiệp rất nhanh của Tuấn PD. Chúng ta thấy Ngọc An ngày hôm nay cũng chơi rất xuất sắc, cũng đã cố gắng lắm rồi. Tuy nhiên người chơi cặp cùng anh là Lê Viết Cường quá tệ. Quang Phụ Nữ làm gì đây? Quang Phụ Nữ thực hiện một đường chuyền không cho ai cả. Và như vậy tiếng còi kết thúc trận đấu đã được vang lên. Mình đã hai trận, một trận thua 2-1, một trận thua 3-1. Thôi, vui. Nói chung là mấy em bên đội đã không vào thì đội bạn đã vào thì đội bạn thắng thôi. Mình dở thì mình thua, còn đội bạn hay thì đội bạn thắng, đúng không? Trong kia đang đá trận quyết định. Trời ơi, Tết rồi. Chưa biết nữa. Không biết áo vàng áo hồng vô địch nữa. Hai đội này thì đều thắng và hiệu số bằng nhau nên ra là đá penalty. Rồi, tình hình là mấy anh em áo vàng vô địch rồi anh em ơi. Vui quá vui. Anh em sẽ ở đây ăn tiệc tại sân luôn. Đá là phụ thôi, chủ yếu là cái này chính nè anh em ơi. Trình độ anh em chia đều nhau ra. Đá thì ai thắng cũng được, ai thua cũng được. Thắng thì vui, thua thì cũng vui luôn. Tại
Tết mà, Tết tới rồi phải vui thôi. Chỉ mong là giải đấu như thế này đá thì không bị chấn thương thôi, chứ sợ nhất là đá mà bị chấn thương á. Tại vì mình nhớ cách đây một năm cũng tháng 1 như thế này, mình đá trận tất niên ở sân anh sĩ K34. Nó đá xong thì tất niên đội của anh sĩ K34 và mình bị đứt dây chằng. Và cả một quá trình hồi phục dài, mất nửa năm mình mới trở lại với bóng đá, nên ra là mọi những cái ngày Tết như thế này đá rất là sợ. Lên nhạc rồi, lên nhạc rồi, nhạc mà chán lắm. Bây giờ mà mình vô trong đó mình quay á là dính bản quyền chết luôn á, dính bản quyền chết luôn á. Đợi trong đó tắt nhạc mình quay. Hôm nay thì mọi người ở đây chúng ta cùng chung vui và chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin chúng ta cùng khai trận hôm nay. Rồi. Mình thi đấu ba đội với mình nhận huy chương World Cup, nhưng mà huy chương này Messi đá biết bao nhiêu trận mới nhận được. Huy chương này Messi đá biết bao nhiêu trận mới nhận được. Huy chương này là Messi đá cả sự nghiệp, cuối sự nghiệp mới nhận được. Mình đang đá có 2 trận mà nhận được. Dạ, xin mời chủ tịch mình bước xích vô. Nhất thì ba có huy chương nữa, em xin lâu lâu có được lên thành. Đội Hàng Nhi lên nhận huy chương. Đề nghị hội đồng chuyên môn làm sao làm việc chất lượng hơn nha, cầu thủ phản lưới nhà mà được giải xuất sắc. Sao vậy anh Hư? Không thể sao vậy? Trong khi cái giải thưởng của thủ này nước đáng. Hay đi cả nhắc này với chương luôn kìa. Anh Giang là đối mặt cái đội tôi là anh phải có 80 cơ hội. Giải tam hùng đội gì Nhi? Giải tam hùng à. Sao cảm xúc sao? Giờ cầu thủ xuất sắc nữa, vô phá lưới, xong rồi còn thêm vô địch nữa. Dạ xin mời anh Cù mình đi về vị trí. Thôi ba đội, đội nào cũng huy chương nữa, nhưng mà đội vô địch thì có thêm cái cúp. Vui vui vui. Rồi đội vô địch, chúc mừng đội áo vàng. Quá vui luôn. Gì vậy ông cụ? A few moments later. Ôi, đi đâu vậy? Về hả? Vậy hả? Vậy hả? Cho anh về với. Anh về hả? Anh lấy. Anh lấy. Thôi để anh lấy này nè. Mọi người chưa xem này. Cúp vô địch nè. Anh em mày cầm. Đi. Chạy. Yeah, rồi thôi anh em thấy hay thì nhớ lên xe. Anh lên xe. Anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh.